Xin kính chào quý vị và các bạn có niềm đam mê về năng lượng mặt trời. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái thí nghiệm nhỏ để chứng minh cho chúng ta một vấn đề, đó là khi cái tấm pin của chúng ta bị che bởi một cái vật gì đó nhỏ thì cái hiệu suất của tấm pin của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào nha. Thì trên màn ảnh của quý vị và các bạn, một tấm pin tôi đã đem xuống dưới đất rồi, và hiện tại là cả tấm pin đang hứng một cái ánh nắng rất là đầy đủ và không hề có bất cứ một cái góc nào bị che về bóng mát cả. Bây giờ tôi sẽ thử gắn vào đó một cái cây quạt 12V để chúng ta xem coi là khi cái tấm pin mà nó đầy đủ ánh nắng như thế thì cái cây quạt 12V của chúng ta, đây tôi đã đem ra tới đây, thì cây quạt 12V của chúng ta sẽ hoạt động như thế nào. Và tôi sẽ cố tình che một vài cái vị trí để xem coi là cái hiệu suất của tấm pin nó giảm như thế nào ha. Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi cách tôi thực hiện. Tôi đã nối cái dây dẫn của cái tấm pin vào một cái giắc cắm như thế này, để khi chút xíu tôi ghim cái quạt vào á cho chúng ta dễ theo dõi. Ở đây thì tôi có dùng một cái đồng hồ đo. Đây chúng ta thấy tôi để một cái góc ở bên trái chúng ta như thế này. Tôi không nâng cao lên vì khi nâng cao lên nó bị ngược sáng. Chính vậy là tôi để xéo như thế này mà chúng ta vẫn nhìn được cái đồng hồ. Bây giờ tôi sẽ đo cái tấm pin chúng ta quan sát nha. Đấy, 19,4V. Đây là tấm solar panel 100W. Chúng ta xem nha. 19,4V. Rồi, bây giờ tôi sẽ ghim cái quạt vào để xem cái tấm pin chúng ta có hoạt động hay không ha. Đấy, vẫn là 17, 18V, 20V luôn. Nhìn là cái quạt nó quay rất là nhanh. Quay cực kỳ nhanh luôn. Rồi bây giờ tôi sẽ thử. Tôi sẽ thử dùng một cái miếng như thế này. Tôi che đi một cái cell pin. Đấy, chúng ta thấy. Khi tôi che đi một cell pin là cái tấm pin nó giờ nó còn có 1,3V nè. 1,3V. Cho nên là cái quạt á nó quay rất là chậm luôn. Nó quay cực kỳ chậm. Đây chúng ta nghe không nhìn thấy âm thanh nào cả. Rất là chậm. Bởi vì hiện tại là cái tấm pin nó xuống chỉ còn có 1,1V nè. Nắng thì vẫn rất là tốt. Và tất cả các cái vị trí khác của tấm pin đó là đều hứng nắng tốt cả. Chỉ riêng duy nhất là tôi che có một cell thôi. Mà chúng ta thấy như thế đấy. Bây giờ tôi sẽ kéo cái cell pin này ra. Chúng ta xem nào. Tôi sẽ giảm cái việc mà che nắng đi. Đấy. Một nửa cell. Mới 3V thôi. Rồi khi tôi kéo ra nè. Đấy. Đó, kéo ra hết thì nó lên tới 20V ha. Rồi tôi che đi nè. Đó, tôi che 1/4 cell. Thì nó xuống còn 11V nè. Đấy, 12V. Lúc này là cái quạt nó quay rất là nhanh nè. Để chúng ta nghe âm thanh đó. Rồi. Khi chúng ta lấy cái phần che đi. Đó, thì hiện tại là nó lên là 20V luôn. Đấy, chúng ta thấy không? Bởi vì chính vì lý do đó mà trong quá trình chúng ta sử dụng cái tấm pin năng lượng mặt trời, chúng ta không nên để cái tấm pin nó bị dơ, đặc biệt là những cái vị trí mà bị che hoàn toàn cục bộ như thế này. Chẳng hạn như một vài cái lá cây rớt trên cái tấm pin của chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái hiệu suất hoạt động của tấm pin. Đấy. Chúng ta thấy. Rồi chính vì vậy là chúng ta nên giữ cái tấm pin của mình là được sạch sẽ. Đặc biệt là không có những cái vật mà rớt trên bề mặt tấm pin, nó sẽ giảm hiệu suất của tấm pin một cách rõ rệt. Rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo.